Minh không phải là ngu của con à. Tại vì ngu con là phải lớn tuổi với lại là có sự nghiệp rồi nọ đàng hoàng hết rồi á. Ừ. Thì lúc đó anh ngồi chung phòng, anh sếp anh cũng nói là đừng có nói, thì mốt á ghét của nào trời cho của đó. Y chang luôn ha, thích bằng tuổi mốt gặp đứa nhỏ hơn. Ban đầu em nhìn thấy dữ á, dữ. Tại trong phòng những phòng kinh doanh có mình bả là sơn cái đầu vàng vàng bạch kim mà. Sơn cái đầu vàng vàng bạch kim mà. Tự nhiên cái con tưởng tượng ra, tự nhiên tới đêm mà tối mà cầm bó hoa đứng ngay hồ Bánh Nguyệt mà cầu hôn nó, không biết mình có làm nổi không, ngại. Mắc cỡ không? Chẳng như là không biết mình đủ can đảm không. Hai vợ chồng à, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Dạ tên là Tuyết, 31 tuổi, hiện tại đang làm bên ngành thẩm mỹ à. Tới cưng nè. Chào anh Thuận và cô Hồng Vân, em tên Minh, đang hiện đang là làm về bên ô tô. Dạ em có một cái gara ô tô mua bán và độ xe. À là Minh nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Dạ con lớn hơn Minh 1 tuổi. Đó. Ủa vậy thì cơ duyên nào mà khiến cho chàng ô tô gặp nàng thẩm mỹ đó? Dạ thật ra là hồi xưa là tụi con làm nhân viên văn phòng, con làm ở đó 2 năm, Minh thì làm lâu hơn. Ừ. Thì Minh không phải là gu của con. À. Tại vì gu của con là phải lớn tuổi với lại là có sự nghiệp rồi nọ đàng hoàng hết rồi á. Ừ. Thì lúc đó anh ngồi chung phòng, anh sếp anh cũng nói là đừng có nói, thì mốt á ghét của nào trời cho của đó. Y chang luôn ha, thích bằng tuổi thì mốt gặp đứa nhỏ hơn. Dạ ôi. Xong rồi á nhìn bạn này á thì á nhìn kiểu như là giống như là ăn chơi nhậu nhẹt nhiều vậy á. À. Tại vì bạn này sáng nào á vô phòng ký giấy tờ với sếp á, tại vì tụi con là ngồi chung với lại anh giám đốc, vô là thấy gì mặt gì giống như mới đi nhậu khuya về mới ngủ dậy nhưng vậy mà đó. Có nghe cái mùi rượu bia dạ không? Dạ không nghe, nhưng mà nhìn giống như là hay ăn nhậu vậy á. À. Nhìn dạ cho nên là giác vậy thôi, dạ, chứ thật ra là bạn không có. Dạ đúng rồi. Ừ. Cho nên là 2 năm trời là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. À. Vậy thì bên đây có phải là gu của mình không? Ban đầu em nhìn thấy dữ á, dữ. Tại trong phòng những phòng kinh doanh có mình bả là sơn cái đầu vàng vàng bạch kim mà. Sơn cái đầu vàng bạch kim mà. Sơn luôn. Sơn cái đầu. Sơn cái đầu. Khi mà kiếm hiệp vậy đó. Bị nó làm cái màu bạch kim vàng. Nội hết đó luôn. Mà con nghĩ đây là anh chơi tối rồi đi bar vlog các kiểu nha. Cái xong nhưng mà thực sự nó có vậy không? Dạ không. Dạ không. Vậy không phải gu nhau chuyện? Sao tới? Tại con có quen mối tình khoảng từ lớp 12 á cho tới năm 20 là khoảng 8 năm rồi phải. Ừ. Trong chia tay cái lúc bữa nó con buồn quá, ngủ không được. Ừ. Sáng tới 4-5 giờ sáng vậy á, cái bữa nó buồn quá, hình như là lên Facebook lướt thấy ai còn online là mình cứ nhắn tin. Ừ. Thấy tự nhiên 5 giờ sáng bà này online. Ừ. Cái nhắn tin qua hi, nhưng mà không trả lời là hi. Ừ. Chưa bao giờ có nhắn tin làm phòng, trong phòng đó là phòng kinh doanh là admin con là bên cũng bên phụ kiện kho xe á. Ừ. Thì mà vô hoài mà chưa bao giờ có nói chuyện luôn. Ủa nhưng mà sao lúc đó em cũng chưa ngủ luôn hả Tuyết? Dạ không, bạn này nhắn lúc nào á em không nhớ. À. Nhưng mà tầm 6 giờ mấy thì dậy á, thì dậy để đi làm thì hay mở điện thoại lên là thấy đã nhắn tin. Dạ, đúng đó rồi. Dạ. Để mình hy lại. Dạ, dạ, rồi sao cái hy đó là có nói chuyện không? Tại sao giờ này còn chưa ngủ? Ừ. Nói là buồn quá không ngủ được. Ừ. Xong rồi con bye bye. Ừ. Không nói nữa rồi. Ừ. Thôi không nói chuyện. Ừ. Đó tới khoảng 3-4 ngày sau con cũng nhắn tin lại tiếp. À, ủa tại sao lại nhắn tin lại? Có mình bà này nhắn tin rồi con trả lời à. Tại vì list bạn bè thường là con trai không à. Rồi lúc đó không nhắn gì tiếp? Ra là lúc đó ở trong công ty cũng đồn rồi. Có một bạn á ngồi chung phòng á thì cũng nói là Minh nó mới chia tay này kia nọ. Rồi, công ty. Rồi xong rồi không có chịu đi làm, nghỉ. Ừ. Không chịu đi làm, vô là mặt mày râu rồi nọ. Ừ. Rậm rạp lên á, kiểu buồn. Xong rồi thì Minh nhắn á thì con cũng thấy nghi nghi rồi. Ừ. Thì nhưng mà lúc đó cũng nói chuyện bình thường thôi. Xong rồi bữa đó vô tình, bữa đó là rủ đi bữa tối đi ăn, xong rồi đi uống nước. Từ đó là bắt đầu nói chuyện nhiều hơn á. Con có ăn ngủ với bạn không? Dạ không, bạn không có kể. Ồ. Đó là biết là do ở công ty đồn chứ bạn không kể. Bữa mà nhận đi ăn thì em mình chưa là xác định được là chẳng như là đi chơi cho vui để hết buồn thôi. Mình cũng không có ai nói chuyện mình, tự nhiên mấy năm trời mình cứ nhắn có người nói chuyện mình thì. Ừ. Bây giờ không có ai nói chuyện mình, cái mình cứ nói chuyện với bạn này. Ừ. Thì cứ nói thì nói qua nói lại chuyện công việc, tất cả chuyện, rất là nhiều chuyện. Xong rồi cái vô tình cái trận cảm giác mình thích, nhưng mà lúc đó là đang sinh là chị em cũng bị ngại chỗ đó, với lại trong công ty em quen trong công ty sợ nhất là lỡ có gì cái công ty nó đồn mình bỏ người này người kia là có chuyện gì á, nên còn ngại chỗ đó nên là không có dám ngỏ lời, nên cứ im tàn nhắn tin nói chuyện đi chơi các kiểu, tuần là đi chơi lần, tuần đi chơi lần. Ừ. đi xa là đi đâu? Đi sáng đi chiều về. Tự nhiên bữa đó nhắn tin sáng nhắn tin không trả lời. Ủa sao vậy Tiết? Dạ tại vì á là bạn này thật sự là trước khi quen á thì không phải là gu, bạn nó dẫn về nhà gặp mẹ á, thì trước thời gian mà nói chuyện á thì cũng bạn cũng kể về mẹ là mẹ làm giáo viên rồi này nọ,
thì cũng kể gia đình sao sao, mọi người là làm công việc gì đó. Bạn đó lúc đó không phải là gu nhưng mà gia đình chồng lúc đó mình cảm thấy là gu của mình. Đó là cái điều mà mình mà phụ nữ ai cũng mong muốn được gặp gia đình như vậy hết. Thì xong là mình lại có tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà bạn này lúc đó cũng chưa nói gì hết, dẫn về nhà mà không nói gì hết. Cho nên là qua đầu tuần bạn nhắn thì con không trả lời là do không có muốn mà hai đứa cứ như vậy hoài mà không có kết quả. Dạ đúng rồi. À con hơi bị giận đó. Dạ đúng rồi, hơi bị giận đó. Đúng rồi, lại. Còn con thì sao? Lúc mà con nhắn tin nó không trả lời con rồi trong đầu con nghĩ cái gì? Thì con cũng ngọ, chắc là cũng vì cái chưa nói rõ cái mối quan hệ của mình ra. Nhưng mà mình có hiểu không? Mình dạ, có hiểu là cổ lẫy mình không? Có lại có hiểu, tại vì bình thường nhắn tin trả lời liền quá sai à. Bỏ hoa. Nhưng mà để số điện thoại bạn này, người ta tới người ta gọi bạn này xuống lấy hoa. Xong rồi con lấy cái con mới nhắn tin qua là chị ơi, làm bạn gái em nha. Trời ơi, nhắn cho đó mà ngại. Nhưng mà dễ thương đó chị á. Chị ơi, làm bạn gái em nha. Đó giống như chị ơi em yêu chị đó. Có nói vậy. Rồi sao, nhận bó hoa nhắn. Em xuống nhận bó hoa ở cửa bên này thì thấy bạn đứng bên kia nhìn qua. Xong rồi con nói là giờ mà còn kêu bằng chị nữa. Trời ơi. Xong có đổi không? Dạ có. Xương hô, đó bệnh bệnh một hai tin. Nhưng mà vẫn một hai tin sau mới đổi tại vì vẫn còn ngại. Chưa quen nữa. Dạ đúng rồi. Lại nghe nè, cái bữa đó mà thấy em cầm bó hoa đó, trong công ty nó có nghi ngờ gì không? Dạ không, tưởng là ai ở ngoài á chứ không có biết. Cái tỏ tình đó với anh đó là anh thấy nó rất là lãng mạn nha. Cái lúc cầu hôn có lãng mạn không? Đáng lẽ là lãng mạn. Có lẽ là đáng lẽ đâu kể. Như vậy là nó lãng gì rồi? Thì bạn này có nhắn cho cái chị bên công ty của con, nói là chị ơi ngày mai muốn cầu hôn Tuyết chị vậy đó. Xong rồi chị sắp xếp giùm mà cũng khuya rồi, chị đó sắp đi ngủ rồi, chị đó nhận tin nhắn như vậy. Xong chị đó cũng ok là hẹn ra ở Hồ Bán Nguyệt, có một chị khác nữa cũng set up này nọ, người ta đặt bàn xong hết rồi, hẹn giờ giấc xong hết rồi. Cái nhắn lại thôi chị ơi không đi đâu, thôi chị ơi không đi đâu. Sao vậy Minh? Tự nhiên cái con tưởng tượng ra, tự nhiên tới đêm mà tối mà cầm bó hoa ra đứng ngay Hồ Bán Nguyệt mà cầu hôn nó, không biết mình có làm nổi không, ngại. Mắc cỡ không? Cảm như là không biết mình đủ can đảm không. Chứ không tưởng tượng ra bây giờ cầm ra chắc người ta nhìn người ta quay rồi. Con là nghĩ trong đầu giống trong phim á. Đúng mà cầu hôn hoa, nhưng mà con sau lúc sau lúc đầu ban đầu gụng cảm nha, nói người ta sắp xếp các kiểu. Tới ngày hôm sau cái trưa rồi, chết rồi, cái không nổi đâu quá. Kêu chị đó hồi lại thôi. Rồi sao? Tự ông lên ý tưởng rồi tự ông dẹp ý tưởng rồi nha. Xong rồi chiều mấy chị em dẫn đi luôn, nhưng mà con không biết chuyện này luôn. Bữa đó là ngày thứ 6, xong rồi qua bữa sau thứ 7 thì con có qua nhà bạn này. Thì bạn cũng chuẩn bị rồi, mua nhẫn rồi, hoa rồi, bữa thứ 7 mới mua. Qua thì mở cửa ra thì tụi con có nuôi một con chó. Cái thấy nó làm bãi đó xong mấy con hốt, xong rồi dội sân, xong rồi chở nó đi chơi. Con đứng núp vào trong á, tại con nói với bạn đó là con đi mua xe rồi. Sao? Con đứng sau tường mà con coi camera á. Rồi còn sao quần với con chó không à, mà nửa tiếng đồng hồ. Chở con chó đi dạo, con đứng đi đó để vô để... là con nhờ. Rồi sao? Rồi sao? Thì bạn nó bước vô cái đưa hoa làm mạnh đồng ý là vợ anh nha. Có nghĩa là vẫn thành công nhưng mà bị delay thôi, đúng nghĩa không? Với lại sai, có nghĩa là đổi bối cảnh nữa chị. Thay vì cái bối cảnh trên một cái cầu ánh sao lãng mạn mà bây giờ chuyển về một cái bối cảnh là một ngôi cái nhà. Căn nhà mà trong đó có cái con chó và có mẹ chó nó chờ trước cửa. Đúng rồi, trước đó, mình và có một cái mùi thoang thoảng đâu đó mà của nó nữa, đúng không? Vậy rồi là bây giờ á, có những cái tật xấu nào của hai đứa mà từ lúc yêu nhau là thấy không có, về ở chung rồi mới thấy có? Dạ thí dụ như là phòng đồ nọ là phải dọn, xài đồ gì xong là phải để lại chỗ cũ, hay là thay đồ là phải bỏ vô giỏ gọn gàng là không? Anh bừa bãi đúng không? Dạ đúng bừa rồi. Trời, chị dùng cái từ bừa bãi đúng không hả? Mình kêu làm cái gì vậy là phải nhắc. Phải nhắc hoài, nhắc chừng nào làm thì thôi, chứ không có phải anh làm cái này là cho em. Là không có tự giác. Đúng rồi. Sáng nào là cũng phải kêu dậy hết á. Không kêu là không dậy, ngủ tới chiều cũng được. Trời ơi. Rảnh là ngủ. Dạ rảnh là ngủ. Giống chị đó em, chị rảnh chị ngủ. Mong muốn mình thay đổi điều gì? Dạ mong muốn bạn là bớt ngủ lại, với lại là nhiều khi để ý hơn. Ví dụ như con nói như vậy thì bạn phải tập trung để làm. Rồi, Minh. Giữ. Hay dạng như là nóng tính á. Có chuyện gì giống như là có một con chó. Con chó đó là con giống cọc ghi. Coi đâu á, nói là chó đó được tuyển vào làm cảnh khuyển á. Thì con biết là con cọc ghi không thể nào mà làm cảnh khuyển được. Tại vì cái giống nó rất là lùng. Con giải thích như vậy, đang ngồi uống quán cà phê đưa cho nè, anh coi cái này con chó này, nó nói rồi làm gì mà được, nó xảo nó lừa em không á. Kiểu content á, kiểu người ta đưa lên, bạn nói là content đưa lên thôi chứ sự thật không có như vậy. Nhưng mà con đưa bạn không chịu coi, không có coi nghe không mà là bạn rồi giận sao, rồi giận sao? Giận, cãi nhau ngay quán cà phê luôn, cãi xanh mạch luôn, cãi ngồi người ta nhìn quá trời nhìn luôn.
giận con là bởi vì con không chịu coi. Dạ, nó rồi. Đưa cho con coi thì con làm bộ đi, con làm bộ con nghía vô cái con. Ủa, em ơi không phải đâu này cái nọ. Con này con không thèm coi con. Con dẹp đi. Con này nó tự ái là cái đó. Ý giống như là anh coi thường tôi làm như tôi không biết gì về chó ví dụ vậy đó. Tiếp tục. Mời muốn mà không được hay nhảy. Thật gì? Ví dụ coi cái phim gì đó hay coi một cái gì trên Facebook hay YouTube gì đó là thấy người ta đang đi này. Trời ơi chồng người ta được cái này cái nọ, đi cái này chồng mình bự cho mấy tháng rồi không chạy đi. Sao ta cái đó là gì ta? Hay so sánh. Con cái con cái này áp lực nhất luôn đó là chụp hình. Đi tới đâu bắt con chụp mà coi trông xấu nha. Ví dụ mà coi ở chỗ đó mà thấy mà xấu. Coi liền nó thấy xấu thì còn kêu chỉnh lại được nha. Còn bữa đó dặn như đông người quá phải chụp liền xong tối về coi là giận. Trời ơi. Đập đồ đó. Trời ơi. Tôi y chang luôn. Cuộc đời em chụp ai cũng không ai chê. Ai cũng nói em chụp hình đẹp, chỉ có duy nhất một người chê em chụp hình là vợ em. Chị áp lực không muốn đi chơi luôn đó. Còn một câu này mới đau lòng mình à. Mai mốt đừng chụp tôi nữa nghe. Có nói không? Vợ tôi nói không? Có. Vậy giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Con mong muốn đi chơi ít chụp hình lại. Ít chụp hình lại đúng không? Không có. Như là tới cạnh đẹp đó con nhà như con không thích chụp hình. Không có muốn đó. Là thượng như là thưởng thức đi, enjoy đi đúng không? Con phải nhớ là mỗi đứa nương nhau chút xíu. Chứ để mà cứ gây lộn á, rồi đứa này áp lực, đứa kia áp lực á, mệt mỏi lắm con. Mình làm thẩm mỹ mà giờ mình buồn hoài, mình áp lực cái mình da mình nó không có được đẹp nữa, tội, hiểu không? Rồi Minh cũng vậy, chiều nó được chút nào chiều đi, đúng không? Quên đi những cái nỗi buồn trong quá khứ. Rồi, vậy nha. Yeah. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Hai vợ chồng rất trẻ. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ, mới được có hơn một năm thôi anh. Hơn một năm thôi à? Dạ, một năm. Có em bé chưa? Dạ, có rồi à. À, em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, được 8 tháng rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Chí Thanh, đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay em mới 24 tuổi. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Trần Lê Trúc Phương. Em 24 tuổi, em đang là nội trợ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Em được dì giới thiệu. Nhưng mà lúc đó thì em không biết là dì giới thiệu. Dì của em chỉ kêu là tới nhà của cái người này để mà lấy đồ về may. Tại vì em làm may đồ. Thế xong rồi cái em cũng chở dì qua. Vô nhà thì má chồng em giờ thì mấy chỉ cái hình gia đình. Thì em để ý ngay cái hình có cái anh này nhìn thư sinh lắm. Em để ý từ hình rồi, coi như là gặp cái hình là để ý. Do gì mà là mẹ của em lại chắc là gì có nói tính trước rồi đúng không? Tại mai mối mà. Thì mẹ cũng cho số điện thoại. Nhưng mà cũng gọi đó là chuyện tình cảm của con để con lo. Nhưng mà cứ ngày nào mẹ cũng nhắc hoài cái chuyện này. Ok, chiều lòng mẹ thì lấy số điện thoại gọi, nhắn tin. Mà gọi không nhắc máy. Thì cũng nhắn tin thử. Mà nhắn tin không trả lời luôn. Thì mới xuống chắc mẹ là sao kỳ mẹ cho con số gì mà gọi chẳng nhắc máy mà nhắn tin cũng chẳng trả lời. Rồi hồ suy coi danh bà thì mẹ đưa nhầm số rồi. Anh nào á. Rồi xong ba mới gọi lại cho vợ là nói là con có phải là Trúc Phương không, gọi điện thoại lại. Sau khi mà ba gọi á thì mới nhắn tin rồi hai đứa nói chuyện thấy hợp xong rồi hẹn. Nhưng mà hỏi cảm xúc của em á, lần đầu tiên em gặp vợ em bị gọi là tiếng sét ái tình không? Chắc chắn rồi phải không? Dạ. Lúc đầu chưa có thì thấy một cái vóc dáng lùn thôi. Rồi có lâu thì yêu nhau ngay cái ngày đầu tiên đi gặp luôn á là em bị tiếng sét ái tình. Dạ, em đã sét từ cái lúc mà gặp ở trong hình rồi đúng không? Cái lúc mà em coi trong hình xong rồi đúng không? Dạ, nghe giọng nói qua điện thoại nữa thấy chầm chầm ấm ống em cũng khoái lắm. Xong rồi gặp nhau ở ngoài thấy trời ơi cao ráo trai trời ơi bạch mã hoàng tử ơi. Đúng bạch mã hoàng tử. Dạ trời ơi lúc đó cứ như là mới yêu lần đầu rồi. Trời ơi đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau em thì lại ấn tượng quá đẹp với anh này, anh này thì ấn tượng nghe mình một chữ thôi là chữ lùng. Thì cũng quen nhau thì ngày nào cũng nhắn tin rồi nói chuyện. Thì có một hôm thì hay em đọc báo, em thấy báo mà người ta viết về tình cảm á. Nó hay thì em đọc cái câu gì mà đồng ý nhé thì gạch đầu hạnh phúc để anh lo gì đó cho em gửi cho chị này. Thấy thấy câu hôn vậy được không? Ai ngờ chị này chỉ là cái đồng ý. Mà em chỉ như là thấy trên mạng cóp cho coi thôi. Cái câu nó thấy ai ngờ chị này gạch đầu thiệt. Tại vì á hỏi anh còn hôn vậy được không? Em mới nói với ảnh là cái này em không biết đâu, anh hỏi ba mẹ của anh trước đi rồi có gì qua gặp ba mẹ của em. Thì coi như là em bị hổ cái đó rồi. Trời ơi. Ai vậy dính thiệt. Coi như là ngu cái đó thì mình gặp ngu rồi thì mình. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ trên này là bốn mặt một lời với khán giả nè, giờ khai thiệt đi, có hối hận không? Lúc đầu thì hơi nhưng mà bây giờ hết rồi. Hơi dám mà bây giờ mà dám. Rồi thì hai em quen nhau bao lâu thì cưới nha? Khoảng gần nửa năm thì cưới. Thôi vậy hãy kể cho nghe những câu chuyện về vỡ mộng ở đối phương mình. Là lúc trước khi cưới thì em cũng nói vấn đề tài chính của em là anh mới làm mà lương thì nó không được cao cho lắm. Nói chung là thì lúc đó thì cũng đồng ý, nói là
không sao hết, thì mình lấy nhau về thì mình coi như là mình tự lo cho nhau. Nhưng mà sau khi cưới là coi như là cái chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Là cái tiền bạc là em bị thay hàng ngày luôn, cái chuyện tiền bạc. Không phải em chị, tại vì á là cưới về cái bị cấn bầu liền. Cái xong rồi có bầu nên tất nhiên là cái tâm lý của mình bắt đầu mình suy nghĩ xa một tí. Chồng làm lương thấp quá, sao mà đủ lo cho cả gia đình. Bởi vậy em cứ than hoài. Làm sao bây giờ, làm sao mà cho đủ sau này nuôi con giờ. Vấn đề là bây giờ nhiều người ta phải ở nhà trọ, người ta cũng làm công nhân thì lương ta cũng đủ nuôi sống con, người ta cho con đi học này nọ. Thì vấn đề là em thấy bình thường. Có như là đi làm thì mình kiếm tiền đó mà mình đâu có tốn tiền nhà trọ này nọ đâu, có ba mẹ nuôi, giúp phụ ba mẹ xíu tiền điện hay là này nọ thôi. Lúc đó là chồng đi làm về đưa tiền cho em giữ hay là tiền của ai người đó tự giữ? Dạ không, chồng đưa. Vậy mà vẫn than. Khổ là chị ơi, bởi vì phụ nữ mà, phụ nữ là một cái túi tiền mà không đáy, lúc nào cũng than hết. Tại vì nó có nhiều cái thứ để lo. Gì mà con phải như con người ta đòi là được đó. Đấy là nó là lớn con này sau này nó lớn lên, nó đòi này mình phải mua cho nó chứ. Nó như là cái ý định giống như là muốn sống như là cái loại đại gia vậy á. Hương giả đó, hương giả. Rồi, tụi em có thường xuyên cãi vã nhau về vấn đề đấy không? Hồi ấy là mốt lúc mà như vậy là đêm nào cũng cãi nhau. Và bây giờ còn cãi không? Bây giờ cho em cãi em nói đâu. Có mình em đi làm ở nhà. Bây giờ thì cái công việc của em nó có đủ để trang trải cái cuộc sống chưa? Là đủ rồi chị. Dạ mà chả không có dư. Nhưng mà chị đi đủ. Vẫn còn than. Tôi hiểu mà, tôi hiểu. Thấy còn tầng 6 gì nữa không? Ok, nghe. Là cũng như là hay than phiền. Em thấy anh than nhiều hơn em. Rồi giờ cái chuyện than gì? Thôi nãy giờ anh than không đó. Rồi còn gì nữa không? Kể cái buồn mà con cái thì ngủ á. Con tối thì nó hay khóc và phải hay ru nó ngủ. Nhưng mà nhiều lúc nó ru nó không ngủ được thì em ru. Nhưng mà nhiều lúc em ru không được luôn thì em gọi vợ lên giúp đỡ. Nhưng để con nó khóc dữ quá. Tại vì nó khóc ghê lắm, nó gào lên luôn á. Thì kêu vợ lên giúp. Nằm yên à. Nằm như không quan tâm gì đó. Mệt quá. Không phải, tại vì á lúc đó là con mới có 2 tháng là em vẫn còn ở trong cử. Dạ. Mà lúc đó là ra riêng rồi. Dạ, nhưng mà chuyện xung quanh, chuyện nhà cửa em cũng cố gắng dọn dẹp nữa. Rồi chăm nó nữa. Nên tới tối rất là mệt. Nên hả trời mà nó khóc bất lực luôn. Em cũng biết phải làm sao nữa. Nằm thì cái anh này anh kêu em phải là mẹ nó hay không vậy. Trời, lúc đó em nghe xong rồi khóc quá trời luôn. Tại vì nó khóc dữ quá, thấy tội nghiệp lắm. Thì gọi lên mà cứ nằm yên, không quan tâm gì hết á. Thì mới tức, kiểu như bực tức đó là nói ra thôi là em có phải mẹ nó không thì phải quan tâm với nó gì này nọ chứ. Lúc đó mới kiểu như đúng tự ái đứng lên giật con lại, kiểu làm cho con nó nín rồi vô nó ngủ. Mà như vậy là cái chuyện nó xảy ra còn cả trong 3 tháng đầu hả? Dạ. Dạ đề là 3 tháng. Dạ 3 tháng mấy thì hả ngoan hơn. Dạ, giờ anh hỏi nè, vợ em á đã nói là bị tiếng sét ái tình ngay là bởi cái nhan sắc của em. Dạ. Hay bây giờ về nhà suốt ngày trong nhà em đi làm như vậy thì cô này cũng có ghen. Ghen cực luôn. Cứ như công ty thường hay có tiệc này nọ thì em có chụp hình với bạn nữ, gọi là chị của mình công ty á, đàn chị không à. Thì chụp hình về thì thấy trên Facebook thì cũng đó, sao công ty đầy người không chụp, đi chụp cái nhỏ này. Em công ty đi làm thì ai chụp thì người ta thích này mình chụp vậy thôi. Mà chụp định bên dạy lắm, có người đứng bên vậy thôi à, chụp vậy thôi. Không có ôm gì đâu mà cũng phải ghen lên ghen xuống là mình không được chụp. Riết giờ em không chụp hình với ai luôn. Khổ chưa? Chứ vậy anh fan ba đi. Không thì thôi xóa Facebook luôn đi. Rồi cái ở xóm nữa thì có hồi xưa có quen con nhỏ gần nhà thì giờ cũng không quen nữa, thì đi ngang cũng chọc anh kìa, bộ anh hồi xưa kìa. Tại anh dở anh kể cho em biết. Ai kể anh kể gì? Kể được. Ấy là mỗi lần đi ngang em nói nhìn vô đi kiếm bạn gái cũ kìa. Không có gì đâu mà chọc em hoài, là có như để em điên lên, em la lên, có như là bực mình lên á. Thì lúc đó ba mẹ thấy, ba mẹ nói làm gì la nó hoài vậy, mà thì em không có la đâu, em bực quá cứ bị ghẹo hoài cái vụ bạn gái này nọ. Bạn gái cũ đó giờ lấy chồng chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa bởi vì nó chỉ đúng rồi. Thấy rồi còn em vỡ mộng về. Nhưng mà mỗi lần ghen vậy á là xung đột có dữ dội không? Dạ không, thật ra là chọc ghẹo thôi. Em chỉ ghẹo anh này coi là anh này có vậy có gì hay không. Thử lòng chứ em biết anh này anh hiền. Mà chọc người ta mà gây là mà ai ngờ anh dữ quá trời. Hả? Thì giờ anh em đừng giữ nó đi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Mình im lặng quá nói mình đúng rồi thì mất. Thế là còn em vỡ mộng về điều gì ở này? Anh hay ghen lắm. Trời ơi anh chơi đến độ mà ví dụ như em nói chuyện gì xung quanh là anh không nghe luôn. Rồi xong cái em giận. Em đi làm từ 6 giờ sáng á đến 7 giờ tối mới về. Thì có khi là đi học thêm nữa thì có như là 9 giờ mới về ở nhà, 10 giờ. Thì lúc ấy là cho con ngủ nữa, thì cho nó ngủ xong á thì có như là đến có khi 10 rưỡi 11 giờ em mới ngồi một cái máy em chơi thôi. Thì lúc đó có như nó anh đi làm anh ngồi về anh chơi hoài à. Em về em ngồi chơi đúng có tiếng hồi em nghỉ, không cho em chơi. Ông cũng hay ghê, có 1 tiếng đâu chơi. Dạ, nhưng mà anh tranh thủ có 1 tiếng đó, ông dành ông chơi cái khác hay hơn. Chơi game. Chơi với vợ, rồi có tivi rồi với vợ.
Còn gì nữa không? Tính ảnh á còn kiểu con nít lắm, anh không có để ý thử coi là cái chuyện gì cần giúp vợ. Anh cứ nhìn mọi thứ rất là đơn giản. Là em vỡ mộng về hai chuyện đó hả? Bình. Thì thực ra là nít thiệt mà. Dạ. 24 tuổi mà lấy vợ được là 1 năm rưỡi, đúng không? Dạ. Thì coi như là lấy vợ vào lúc 22 tuổi rưỡi. 22 tuổi rưỡi là vừa mới coi như tốt nghiệp đại học xong, đã vậy còn là ở riêng nhau nữa đúng không? Dạ. Bây giờ đã tách ra, con 1 tháng là đã tách ra rồi. Dạ đúng rồi. Bởi đây vợ đòi tách tại vì lúc đầu em cũng nói khuyên là ở nhà có ba mẹ lo cho mình hết được. Đây riêng chi có ai lo. Thì đó vì đó mà xung đột cái chuyện mà con khóc hoài chẳng ai lo được. Không nhưng mà bây giờ là cháu đã được 8 tháng rồi đúng không? Dạ. Hai bạn này á còn trẻ như vậy á mà tách riêng ra vào lúc con 1 tháng mà cháu lại còn bị dạ đề, khóc dạ đề rồi đó. Dạ. Mà các bạn vượt qua về là các bạn quá hay rồi đó. Có những cặp mà người ta không chịu nổi áp lực đó là không chừng là bây giờ là gọi là cãi nhau rồi đòi ly dị chứ không có giỡn. Cái đâu có gặp. Hả? Cũng đòi ly dị đúng không? Bực mình quá. Em bực quá tại vì anh nói em vậy. Nói à, sao? Nói là em không quan tâm gì tới con phải? Em dạ. Có là mẹ của con em không phải không? Dạ. Cho em nói hả? Nếu mà không phải là mẹ thì hy sinh biết bao nhiêu thứ vậy mà kêu không phải là mẹ. Xong rồi em nói thôi, vậy thôi anh đưa con cho anh nuôi đó. Nhưng mà sao điều gì khiến tụi em hàn gắn lại mà không quyết định ly dị? Dạ cũng vì thương con. Em dạ. Là người thôi cái ý nghĩ đó hay là chồng em thuyết phục rồi em mới thôi? Tự động em nghĩ không? Chứ không có dám làm vậy đâu. Thực sự đối với trường hợp của hai bạn á, cái thời gian khó nhất các bạn đã vượt qua được rồi đó. Tại vì á, tưởng tượng một đứa nhỏ mà nó khóc ngày khóc đêm kiểu đó là cực lắm, chịu không nổi đâu. Mà hai bạn còn quá trẻ để mà có thể vượt qua được những cái áp lực từ tiền bạc cho tới công việc nhà rồi quán xuyến một cái gia đình nhỏ. Thực ra xét cho cùng á, thì vợ cũng quá cực, ở nhà vậy chứ cực lắm đó chứ không những cái việc không tên đó em. Nhưng mà ngược lại á, thì chồng đi làm cũng mệt lắm, đi từ 6 giờ tới 9-10 giờ mới về là công việc nó không phải nhẹ nhàng gì đâu đó. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn ngồi đây á, là khi mà mọi chuyện nó đã qua rồi, nãy giờ là mình phục hiện mình kể lại thôi đúng dạ, không đúng rồi. Còn bây giờ mọi chuyện nó đã suôn sẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn rồi mới dạ. Cười nó rỗn rãng được như vậy ha. Thì á, là mong rằng á, vì cái đứa con thì các bạn sẽ phân chia cái thời gian á, nó hợp lý hơn một chút xíu nữa. Về phần em á, em sắp xếp công việc nhà cho nó khoa học hơn một chút xíu nữa để mình có cái thời gian mình còn giữ sức khỏe cho bản thân nữa. Dạ. Đó rồi phải đẹp hơn trong mắt chồng. Ừ. Đó để mà chồng bỏ game đi mê vợ hơn là mê game. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn. Con tên là Nguyễn Thanh Long. Năm nay con 30 tuổi. Ừ. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Chụp hình hả? Rồi dạ. Con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là con dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng. Con giới thiệu gì nè, đi. Con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ, ông xã làm photographer. Ừ. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà, mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là xe. So với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ với cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Bị chửi ngay và liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Nhưng mà cũng có ấn tượng.
Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? À, rồi con, như vậy ừ, còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? À, con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con buột miệng con nói thế thôi ạ. Ừ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh ấy kể lại thì con ấy nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ nhưng mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. À. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, dạ, con cũng chả nhớ về ông này cũng đúng không? Không ấn tượng gì cả. Vì thực ra con cũng bị cận vậy ạ. À. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng thì thấy yên tư phải không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nó thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài. Làm bài là sao? Tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ anh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra anh không? Anh là cái ông có mà con... Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ, vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả anh á, nhờ anh chụp free vậy có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng con mà... chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà... chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài. Tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp
thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn Lan đang ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lan ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bạn ấy liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai là lần thứ hai gặp nhau. Lần đấy, thứ hai thì chắc chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp đó. Free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến lượt con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ạ. Thôi chắc là anh ấy chẳng có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ. Cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng bình thường ạ. Không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con á. Thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đấy. Đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mãi không ăn uống. Thương quá cho nên rồi đến thì mệt rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú có em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Vâng. Có mà thể anh, là anh trong chắc cái... anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Vâng. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Thầy anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ.
thì là con cũng tự, các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu thì anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Con... Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì không, con nhưng mà tại là... vì bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn đã bị nói dối ạ. Là giận là anh giấu đó. Thật. Vâng. Giấu thật. Không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe và những câu chuyện của con. Vâng. Đó, còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin bao lỗi lâu, được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhìn được cười thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi được cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại phì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng thì tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai xinh dai nhá. Mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15 tháng? Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. Ôi chứ ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không, bình đẳng không lắm. Ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì lại là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Thì không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng, mình đi con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng, như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa, mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhiều nhất khởi là... nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì
thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì mấy cả kiểu như con cũng là cáu gắt và nói chung vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có. Có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là sao xin... những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy con cứ giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia á. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bà, sợ đúng bé không? Nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời ấy. Và con phải ngủ, nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được. Mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy bởi vì kiểu đàn ông mà nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Vâng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có, đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Để thôi, cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp bởi vì hiểu nhau hơn á. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê về game. Game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ.
không bắt anh ý là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà hạn chế ạ. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn còn, vẫn còn. Đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số á, đa số thì không. Không, không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh là anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè những thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhờ làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Cũng là... thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng cái này quăng cái kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng rồi đỡ. Bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc. Chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi chịu vui vẻ rồi tạo mood. Mới nhớ bạn là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, bắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà, đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ lắm. Khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con với các anh ấy thường làm việc chung. Và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thế thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và vẫn quan tâm đến con mà con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ.
Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. À, biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng rồi. Chứ không phải là bạn nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng rồi. Đó cho nên là nó là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy, để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á, nó có cái mà cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói vào với mắt vợ nha. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm mở cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cơ. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha.